đội nào có tỷ lệ chốt cao nhất, ok, để vừa lòng khán giả mình thì mình chửi thôi chứ mình vẫn chiều ý các bạn. Tỷ lệ chốt thì chúng ta sẽ dựa trên truyền thống. Thì ở tại chung kết thế giới này, những đội có truyền thống chốc ở chung kết thế giới thì đứng đầu danh sách là Genji. Thường xuyên là chung kết thế giới nó sẽ không đánh được đúng tới được những gì mà người ta thường nghĩ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong những năm gần đây, một hai mùa gần đây thì một vài mùa gần đây thì thằng hạt giống số 2 của Trung Quốc là thường hay bị tạch sớm. Đó là một cái lời nguyền nhỏ nhỏ ở tại các kỳ chung kết vừa rồi gần đây. Đó thì hai thể loại đó là dễ nhất.